bởi màn múa siêu lạ tại tuyến phố đi bộ của khu danh thắng ở thành phố không ngủ tây an trung quốc du khách sẽ bắt gặp cô gái xinh đẹp trong trang phục thiếu nữ nhà đường với điệu múa không chân đang gây sốt bí mật của điệu múa nằm ở chỗ đôi chân của vu công được cột chặt cố định vào thân lật đật giúp họ thoải mái bay lượn mà không sợ ngã đồng thời nghiêng người ra tứ phía để giao lưu với khán giả khi cao hứng người đẹp sẽ chạm vào tay một vị khách may mắn hành động này khiến du khách rất hào hứng bởi ai cũng muốn được mỹ nhân để ý tới mình Nhân vật xuất hiện trong điệu múa gây sốt là Jia Chen 23 tuổi. Cô gái cho biết đã học múa từ 8 đến 9 năm nay. Tuy nhiên, khi đảm nhận vai trò đặc biệt này, fan gặp không ít khó khăn. Kể từ khi đoạn video múa trên lật đật gây sốt trên mạng xã hội, fan được nhiều người biết tới hơn và nổi tiếng. Cô gái 23 tuổi cho biết, vào những ngày bình thường, mỗi buổi biểu diễn của cô đón hàng trăm du khách vây quanh. Nhưng tới cuối tuần, con số này có thể lên đến hàng nghìn khách. Phía sau màn trình diễn điêu luyện phải kể tới sự vất vả của vu công trước buổi diễn feng tới sớm để hóa trang thành mỹ nhân thời đường do toàn bộ thân dưới bị cố định vào thanh sắt của lật đật nên feng phải dùng toàn lực và sự dẻo dai của thắt lưng và nửa người trên đương nhiên những tai nạn nghề nghiệp có thể xảy ra là điều khó tránh khỏi nhưng vì đam mê nghề feng vẫn hạnh phúc với công việc hiện tại